Thưa quý vị, yếu sinh lý là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với nhiều nam giới. Hiện nay, việc tìm mua các sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh yếu sinh lý ở nam giới trên thị trường là không khó. Chính vì sự đa dạng này, một phần đang làm cho người tiêu dùng hoang mang trong việc lựa chọn đâu thực sự là một sản phẩm hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị bệnh yếu sinh lý. Phóng sự sau đây của chúng tôi sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này. Khi mà tôi phát hiện ra mình mắc cái bệnh yếu sinh lý mà, thì thực sự là tôi rất ngại mà tự ti với vợ. Thế nhiều khi mình cứ phải lảng tránh cái chuyện này. Đó là tâm lý chung của rất nhiều nam giới khi không may mắc phải căn bệnh yếu sinh lý. Điều này vô tình làm cho người bệnh ngày càng khép kín, tự ti và diễn biến của bệnh ngày càng xấu đi. Và yếu sinh lý thì như ta biết thì cái tỷ lệ yếu sinh lý thì ngày càng gia tăng trong cái thời xã hội hiện đại, đặc biệt là những cái tuổi trẻ thì cũng có thể mắc bệnh sinh lý. Ngày xưa người ta tưởng là yếu sinh lý là ở tuổi già, nhưng hiện tại thì có thể đến cả cái tuổi trẻ cũng mắc yếu sinh lý. Yếu sinh lý đầu tiên người ta thấy rằng biểu hiện bằng cái là rối loạn cương dương, để hệ lụy mà lâu dài không chữa trị thì có thể là gây đến vô sinh. Ngoài ra yếu sinh lý mà để lâu dài không chữa trị có thể là gây trầm cảm hoặc là các bệnh liên quan khác, thí dụ như là rối loạn tim mạch, rồi là mỡ máu và những cái trầm cảm vân vân. Theo số liệu thống kê, ở Việt Nam thì cứ 3 người nam sẽ có một người bị yếu sinh lý. Điều này khiến khoảng hơn 1 triệu cặp vợ chồng giảm tỷ lệ sinh con. Thấu hiểu được những điều này, ngay từ đầu khi biết bản thân bị bệnh yếu sinh lý, anh Hùng đã chủ động đi khám, nghe tư vấn bác sĩ, tìm hiểu kỹ các sản phẩm để sớm điều trị nhằm cải thiện tình trạng bệnh. Công việc của tôi thì rất là bận, nhiều khi không có thời gian dành cho vợ. Trước đó thì hai vợ chồng đó cảm nhận được cái sự xa cách, không còn được mặn nồng như trước nữa. Với cái tình trạng như vậy thì tôi đã đi khám và tìm mọi cái giải pháp để mình khắc phục cái tình trạng này. Và rất là may đến một cái hiệu thuốc, người ta đã giới thiệu cho tôi cái sản phẩm đó là mãnh lược dương, và người ta tặng cho một cái liệu trình được sử dụng. Sau cái liệu trình sử dụng này thì tôi thấy được rằng là cái tình trạng bệnh của mình được cải thiện một cách rõ ràng luôn. Và vợ tôi thì rất là hài lòng về cái sản phẩm này. Bản thân mình cảm nhận là mình có sự thay đổi rất là nhiều. Chính vì vậy, sau khi trải nghiệm cái sản phẩm này thì bản thân tôi đánh giá đây là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời. Có thể nói rằng nó là cứu tinh cho tất cả những người đàn ông đang bị yếu sinh lý. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mãnh Lực Vương được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cho người dùng. Sản phẩm được chiết xuất từ các thành phần quý hiếm như huyết đằng lông, câu kỳ tử, nhung hiêu, bạch tật lê, bột hàu biển, chiết xuất tảo, giúp hỗ trợ tăng cường sinh lý, bổ thận, tráng dương, bổ khí, tăng cường nội tiết tố testosterone, tăng cường ham muốn và cải thiện chức năng sinh lý ở nam giới. Do những công dụng hữu ích mà Mãnh Lực Vương mang lại, hiện nay sản phẩm được nhiều người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn. Sau một thời gian khách hàng sử dụng cái sản phẩm Mãnh Lực Vương thì đã có những cái phản hồi rất là tích cực. Một số khách hàng nam giới thì đã chia sẻ đến nhà thuốc là sau khi sử dụng sản phẩm thì đời sống vợ chồng thăng hoa và hạnh phúc hơn rất là nhiều. Sản phẩm không những có tác dụng là làm tăng cường chức năng sinh lý mà còn làm hạn chế các việc đi tiểu đêm và làm giảm cái hiện tượng đau lưng mỏi gối của người bệnh. Nói chung khách hàng quay lại mua sản phẩm và rất là hài lòng với sản phẩm. Tôi mua hai hộp sản phẩm Mãnh Lực Vương với giá 1,7 triệu, nhưng công ty đang có chính sách hỗ trợ tôi chỉ phải bỏ ra 260.000, nhưng không ngờ sau khi sử dụng sản phẩm lại tốt như vậy. Sau một thời gian sử dụng sản phẩm Mãnh Lực Vương, tôi thấy tình trạng yếu sinh lý của mình được cải thiện một cách rõ rệt. Tình trạng tiểu gắt, tiểu đêm nhiều lần do chức năng của thận kém không còn nữa. Đặc biệt là trong chuyện phòng the thì tôi đã lấy lại được bản lĩnh của mình, nên cái chuyện vợ chồng thì cũng rất là hạnh phúc. Về mặt sức khỏe, nhiều chuyên gia cho rằng nam giới mắc chứng yếu sinh lý có thể dẫn đến nguy cơ hiếm muộn, vô sinh, bởi nam giới bị yếu sinh lý sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng và chất lượng tinh trùng. Đây là nguyên do khiến cho việc thụ thai trở nên khó khăn. Mãnh Lực Vương thì đã được các nhà sản xuất đưa vào sử dụng và cũng đã được người tiêu dùng ưa chuộng. Và tôi thấy rằng các cái chất tham gia trong cái thành phần cấu tạo nên cái hoạt chất của Mãnh Lực Vương thì có rất nhiều những chất. Thí dụ như là cầu kỳ tử, nhung hiêu, bạch tật lê, hàu biển, chiết xuất từ tảo vân vân. Thế thì tất cả những cái chất này nhìn chung là đều có cái tăng sức đề kháng cơ thể con người và tăng cái hàm lượng testosterone. Đây là những cái
hoặc là cải thiện cái tình trạng miễn dịch cơ thể con người, nâng cao sức đề kháng cơ thể con người. Yếu sinh lý là một trong những căn bệnh tiềm mẩn làm ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng. Người bệnh không may mắc phải căn bệnh yếu sinh lý không nên mang tâm lý mặc cảm, tự ti hay tự ý tìm cách chữa trị. Thay vào đó, người bệnh nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để tiến hành kiểm tra và điều trị kịp thời. Ngoài ra, khi sử dụng các sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh yếu sinh lý, cần phải tìm hiểu kỹ càng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.